Huyện Bảo Lâm có diện tích tự nhiên 146.000 ha, dân số có 122.117 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 39.471 người, chiếm 32,32% dân số toàn huyện. Với 27 dân tộc anh em cùng sinh sống, phân bố ở 13 xã thị trấn. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về đầu tư các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc nên huyện Bảo Lâm đã đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong năm 2024, với sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền các xã thị trấn đã tăng cường triển khai công tác lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện các chính sách, chương trình dự án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nên tình hình kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt. Đời sống vật chất tinh thần nhân dân được cải thiện rõ rệt. Nếu như năm 2022, tổng số hộ nghèo toàn huyện là 932 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 652 hộ, thì đến năm 2024 giảm xuống còn 672 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có 410 hộ. Các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc được bảo tồn phát huy, hệ thống chính trị được tăng cường và củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được giữ vững. Đại hội Đảng bộ lần thứ 6 vừa rồi, chúng tôi xác định năm tới sẽ phấn đấu. Mục tiêu chúng tôi là bà con dân tộc thiểu số của mình sẽ nâng cao hơn nữa đời sống bằng biện pháp. Ở đây là Đảng bộ xã và Đảng bộ huyện, bí thư, chủ tịch là phải nắm tới từng cơ sở, và có cán bộ người uy tín đó phải, trong đó bí thư chi bộ thôn, bí thư chi bộ của xã, từng đảng bộ xã, thường vụ xã, mà ban là một xã, ủy viên ban thường vụ xã phải xuống tới nơi, bí thư giao nhiệm vụ từng ủy viên ban thường vụ, trong đó có bà con dân tộc thiểu số, và giao cho các ban ngành đoàn thể là toàn, trong đó cựu chiến binh rà soát cựu chiến binh, hộ cựu chiến binh, phụ nữ rà soát hội phụ nữ, đoàn thanh niên rà soát hộ đoàn thanh niên, nông dân rà soát hộ nông dân, để là kiểm tra từng hộ một, để có hộ thật sự nghèo khó, để có cơ hướng giúp đỡ khi để họ thoát nghèo xong rồi, chứng nhận xong cho họ bây giờ là không còn nghèo nữa, thì họ cam kết, có cái phương án là họ cam kết để phấn đấu từ cái nghèo thành bây giờ là trung bình nghèo, từ trung bình nghèo thể khá, để cùng với Bảo Lâm phát triển toàn diện trong những nhiệm kỳ tiếp theo. Một trong những nét thay đổi rõ rệt nhất trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bảo Lâm đó là cơ sở hạ tầng điện thắp sáng, nước sạch, đường giao thông, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế xã, được đầu tư xây dựng khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông đi lại, sản xuất và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Đến nay, 100% số thôn buôn được sử dụng điện lưới quốc gia. Đời sống nhân dân khu vực thôn xã đặc biệt khó khăn đã có bước tăng trưởng khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2-3% mỗi năm. Tôi vào tới đây 20 năm ấy, thì cơ sở vật chất hạ tầng cho đến bây giờ thì khang trang hơn hẳn ngày xưa. Thì nhân dân thì phát triển kinh tế xã hội, chủ yếu cây trồng chủ lực là cà phê, chè và dấu tằm. Thì đến thời điểm này thì các cơ sở vật chất, điện đường, trường trạm thì cơ bản là khang trang và sạch đẹp. Mới đầu được thành lập về cái cơ sở hạ tầng của địa phương rất là khó khăn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn. Nhưng trong những năm trở lại đây cũng được quan tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt quan tâm của địa phương đến điện đường trường trạm, đặc biệt cái hệ thống đường giao thông nông thôn thì luôn được quan tâm đầu tư. Hiện nay là tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn, đường liên thôn, liên xã thì cũng đầu tư gần như là được khép kín đi, phục vụ cho cái việc vận chuyển nông sản cũng như là đi lại của bà con nó được thuận tiện hơn trước. Bên cạnh đó, công tác giao khoán, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Bảo Lâm được thực hiện với nguồn kinh phí của chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với công tác chăm lo phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, tổng diện tích hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng theo chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng hiện nay trong toàn huyện là 68.022 ha, giao khoán cho 3.196 hộ dân và 2 tập thể được hưởng lợi.
tổng số tiền chi trả hiện nay trên 35 tỷ đồng một năm. Qua đó đã thu hút lao động tại chỗ vào tham gia nghề rừng từ 1.500 đến 2.000 lao động mỗi năm. Thu nhập bình quân mỗi hộ được 8 đến 10 triệu đồng một năm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Trong 6-7 năm nay qua thì tôi thì cũng nhận tiền rừng thì cũng đầy đủ. Thì cũng tuy rằng không cao nhưng mà một năm cũng khoảng được cứ 9 triệu, 10 triệu một năm. Tôi cũng thấy là cũng tạm ổn, sinh hoạt gia đình cũng tạm ổn. Có thể nói trong 5 năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, cùng với tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên của nhân dân các dân tộc trong huyện, đến nay, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Bảo Lâm đã chuyển biến rõ nét. Trong thời gian tới, huyện Bảo Lâm xác định tiếp tục xây dựng quy hoạch phát triển toàn diện bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, nước sạch, các thể chế văn hóa cơ sở cho đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. Trong phát triển kinh tế tập trung, nâng cao phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, phát triển các sản phẩm ô cốp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đồng thời tập trung xây dựng đảng bộ chính quyền địa phương các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong sạch vững mạnh để cùng với nhân dân các dân tộc trong huyện xây dựng quê hương Bảo Lâm ngày càng giàu đẹp.